Là rất vui được ghé lại Nghệ An một lần nữa để trình diễn cho quý vị ạ. Một trận tay thật lớn dành cho FBN nào quý vị ơi. Cảm ơn FBN, cảm ơn Trần Phương, cảm ơn à, xin chào các bạn đến với Trung Thương Vlog và An TV 2014. Xin chào cả nhà đã xem và ủng hộ kênh YouTube của gia đình mình nha. Hôm nay mời cả nhà theo chân gia đình mình đi xem show ca nhạc của Huda và tham quan Vin Wonder Hội An Nghệ An các bạn nha. Đó, đây là lần đầu tiên gia đình mình đi vào trong bên trong này để tham quan đó các bạn ạ. Hôm nay thì vé free nha mọi người nha. Bên trong thì rất là đẹp luôn, đèn rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy đằng trước là một sân khấu rất là hoành tráng luôn. Lúc này là ca sĩ bắt đầu biểu diễn rồi nha các bạn. Đó, sân khấu của Huda lúc nào cũng hoành tráng như lúc nào vậy đó. Nhà mình được cái là lần nào Huda tổ chức cũng đi xem hết trơn á, bởi vì vé free mà. Ta-da! Hôm nay thì cả nhà mình đi luôn. Và bố thì đang bồng Subel này, Nhung này, An và Sâu thì đang ở bên cạnh mình nha. Ở đây thì rất là đông, mọi người đến đây phải cẩn thận không thì bị lạc đấy nhá. Là sân khấu rất là hoành tráng luôn, âm thanh ánh sáng đúng là the best. Hôm nay mọi người có ai đến cửa lò thì mọi người cùng điểm danh ở dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Bắn những cái pháo kim tuyến rất là đẹp, mọi người nhìn thấy trên bầu trời kìa. Ta nói đứng ở dưới đây là nó bay mù mịt khắp người luôn đó mọi người ơi, đúng là hoành tráng quá trời luôn, rất là đáng để xem nha mọi người. Wow, phía sau là một tòa lâu đài rất là đẹp luôn. Cái Win Wonder này buổi tối nó lên đèn rất là đẹp mọi người nha. Đi ban ngày thì chụp ảnh đẹp nhưng buổi tối nó cũng rất là đẹp. Mọi người có thể đến đây tham quan nhé, nó sẽ mở cửa như là từ 9 giờ sáng cho đến tận 9 giờ đêm lận đó. Ta-da, đây là mình nè. Một chút camera đằng trước để xem mình nha mọi người. Hôm nay mọi người thấy mình make up có đẹp không? Khúc này là Super ngủ rồi đấy các bạn ơi. Oh,
chỗ bãi cỏ này, cả nhà mình ngồi đây nghỉ chân, mua kem mi xê ra đây ngồi ăn. Các bác thấy hai anh em đút cho nhau ăn tình cảm chưa? Đấy, chỉ đúng lúc tình cảm thôi, tí lại tranh nhau chí chém bây giờ ấy mà. Còn anh An với chị Thỏ thì đang thả diều bay ở đằng xa kìa. Wow, khung cảnh ở đây thật là thơ mộng nha. Bãi cỏ rất là sạch sẽ luôn. Chúng ta chúng em rất là thích luôn. Công nhận là sân khấu đẹp thật đấy. Đó là họ lại bán kim tuyến này rất là đẹp. Lại phải ra quay một tí cho mọi người xem. Bây giờ cũng gần đến giờ nghỉ rồi, 9 rưỡi rồi. Mình xem xong một chút xíu rồi chuẩn bị lên đường về đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Bye bye bye. Nếu như mọi người có cơ hội ghé đến Cửa Lò rồi mọi người ghé vào VinWonder mà tham quan du lịch nha mọi người ơi.